bạn ok ngày nay giờ bà vừa chơi chiên mà đoan bạn lâu bên ít nhầm gặp ông để vừa machine tục cắt đầm chi bạn hàn đầm chi ơi chân này mưa anh chân này tia chân này tây chân này cũ đó nghe nè chẳng biết mình miền ai tiệm bạn đi ơi tiệm miền xong bởi mà hôm nay chỉ bán nè vừa bán được lần ấy hay ở bên nhầm miền ấy cứ nhầm miền à một tay chặt mũi và một tay đứng tay lá xe thì chào bọn bạn đấy bọn ôn một tay cái lá xe để ôm chào nuôi sao đạp vừa hơi cắt với bạn đừng thả về dập phần nè chào chào bọn ôn à tạm bọn với bọn ôn à vừa chẳng dây thả bọn ôn chơi rư cầm lăng một tay dưỡng đấy hồi thông định máu bạn tì xe thì cả bay xe máu bạn bạn ô hụi lò nên là nhóm một tay bồm tết chạm nắng giặt khô chân vô máu đồ đồng tức là về là về lớn nực hơi thì chân vô một này khi mình xin cắt đẹp chi và chân gờ vô một này lên mưa tấu là này tới việc cả và dân phải cả bạn à chân nói cứ một tay nhóm mà một tay bồm tết kia là người là xe thì một tay ai à tiền đây nếu cứ nhầm tiền à tì tiền mà tiền tì tiền vì à tùm hùm à bày tật mà bày tật buồn chốn tiền tì tiền nó à ai và mà thế lệch bà đấy là phụ nó xì bị rồi có ba lệch liền ai và hai chiếc tuần bay mươn mà tiền đẻ thì cầm ra bay lì à chẳng tình đấy gọi gì cạp chẳng sạp chẳng dừng vô máu dừng cho vì được nhầm bàn và hai anh chẳng bà thầy hay lâu dừng mì cặp bét cặp bét nếu dùng vô cặp bét cái bát slap để dân cắt smell á nè cái bát cắt smell nhầm vô màu cắt vì á mình sao chỉ một lò thì mình phải dân ảnh tờ ở ban và sao chỉ cái làng một tờ dân khổng xuống cái tên hay nhầm thôi đã cái bát nếu cắt một lò trong bát mắt của mắt trong bát kế với cream này well, hello everyone. As you see the picture, do you know what I'm trying to do? This is a banana grinding. We can call it banana cutting. In order to cut the banana tree to make the chicken good or dark. I can say we make an animal food. So I'm going to make this one to cut banana. It is easy and faster than just use a knife and chop it. Unfortunately, I have only an old water pump that is not strong enough to do that. I mean to cut a banana tree. So it's a little bit problem, but anyway, it is work. Thank you.
bạn đã lâu chết vui giải bạn muốn đã chẳng hà rò bịa hay hay bịa tình xa ở mây ê ní nhầm phơi nắng style đẹp bạn là ta thì mỗi khi một tờ dưới nó cả làng sẽ tối tí hay tí tí thì nhầm phơi cái này mình dùng sau đám chế nó kêu tôi bị đè chẳng đám chế trên tầm mặt tờ ấy đạp chủ tí chẳng mà bằng bồn phơi bằng bồn ạch dù trên mặt tờ cả lại tới cái này dân đạp sau đám chế chủ nó hay thông tí rồi đám chế cho mình chế tôi cũng mang để đám chế thông thông chẳng ai dân tình nhập chẳng đè nó tình dù cả lạc mẹ bạn đi xa lợi tử hay cái bạch cái dân đại anh về nhà nâng tế hoài mặt tớ là dân đồ bày xe hữu chẳng thế nè thật mà cả mà lò chàng hơi mà một tờ về tôi bị chân để hành xong đọc lắng như vậy chàng chân nét bờ để xem nó nào thì xì nắng chàng xa nắng bật về bình máu